Xin chào, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Lato Z. Và ngày hôm nay sẽ là số hỏi đáp thứ bao nhiêu chị Huyền ơi? Hôm nay là số hỏi đáp 330. Và mình là Huyền Hoa Cải, bên cạnh mình là Khải Chu. Và hôm nay là một số đáp cũng khá là đẹp. Nhưng mà trời thì không đẹp lắm. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ cùng với anh em đi trả lời những cái hỏi đáp, những cái thắc mắc của anh em trong số hỏi đáp thứ 329 vừa rồi. Và câu hỏi đầu tiên, xin mời chị Huyền. Câu hỏi đầu tiên của bạn Anh Đức cho em hỏi là PC em đang dùng một ổ SATA 3 và giờ em gắn thêm một thanh M2 SATA nữa thì có cách nào để gộp hai ổ này cùng là một không? Và giờ em vào phần chia ổ thì nó hiện lên disk 0 với disk 1 gộp lại, không gộp lại với nhau được. Ok, thì anh em đang có hai thanh SSD khác nhau thì anh em sẽ không thể nào mà gộp lại nó thành một được đâu. Vậy nên là anh em cứ dùng bình thường thôi, lưu file nào thì nhớ ở cái ổ nào là được. Đó. Còn cái việc chia ổ thì nó sẽ chỉ diễn ra được nếu anh em muốn chia trên cùng một thanh thôi. Ví dụ anh em nào có một cái thanh 512, anh em chia ra thành một cái ổ này, một cái phần này có 300, một phần này có 200 thôi. Chứ hai thanh thì không nào gộp là một được anh em nhá. Rồi, câu hỏi thứ hai của bạn Thanh Tô. Cho hỏi Lenovo LOQ2023 thì cái R7-7840HS và R5-7640HS thì hiệu năng gaming chênh lệch nhiều không ạ? Với hai phiên bản LOQ trên có Max Switch và Optimus không? Chúc Lato AZ ngày càng thành công và phát triển. Ok, cảm ơn bạn này. Với R7 và R5 thì nó sẽ chênh nhau khá nhiều. R7 tất nhiên là sẽ ngon hơn rồi. Đúng rồi. Và sự chênh lệch thì nó có thể lên tới là 20%. Đương nhiên thì sự chênh lệch nó sẽ thể hiện rõ nhất ở những tựa game mà ăn nhiều phần CPU. Còn nếu anh em mà đang hỏi cái hai chiếc máy này có cùng cả đồ họa đi thì anh em chơi game 3A nó sẽ không khác biệt lắm. Nhưng mà vẫn là có sự khác biệt của R7 và R5 nha. Vậy nên là nếu anh em có điều kiện rồi, lấy R7 luôn cho mình, được chưa? Rồi, đến với câu hỏi thứ 3, xin mời chị Huyền. Câu hỏi tiếp theo của bạn LOLXD. Anh ơi, cho em hỏi là sao máy em laptop Dell Virtual 5402 đập hộp vào năm 2022 mà sao nó có đến tận 8 khe RAM, em xem trong Tab Manager. Cái này thì do vấn đề hiển thị thôi. Thực ra là bởi vì nó hiện 8 nhưng mà thực chất của anh em vẫn chỉ có một khe hoặc là hai khe tùy máy anh em thôi. Mình cũng đã dùng nhiều máy rồi. Đây là cái chức năng gọi là đa kênh RAM của Windows thôi, của Intel thôi. Vậy nên là nếu anh em sử dụng ấy thì anh em cứ dùng bình thường thôi, không có lỗi gì thì anh em vẫn dùng thôi nha. Có một khe RAM, có hai khe RAM thì cứ lắp từng đấy vào là dùng nha. Rồi. Câu hỏi tiếp theo của bạn Tô Ngọc Hy. Có nên đổi từ Acer Predator Helios Neo 16 này, i5-4050 Full HD sang Alienware M15 này, R3i7-10875H RTX 2080S 4K không? Đổi luôn chứ, đổi luôn đi chứ. Rõ ràng là một chiếc máy phân khúc cao hơn hẳn. Về hiệu năng của cả đồ họa rồi màn hình cũng sẽ hơn. Con Neo thì nó sẽ chỉ hơn đúng một điểm thôi là phần CPU. Nhưng mà mình thấy rằng cái sự chênh lệch giữa CPU nó không đáng lắm để đổi lại tất cả những thứ kia. Chất lượng hoàn thiện, ngoại hình, thiết kế, hiệu năng về cả đồ họa, cả màn hình nữa nha. Vậy nên là nếu em đã có cái kèo đổi như thế này thì đổi luôn thôi. Rồi. Câu hỏi tiếp theo của bạn Tài Đức. Giữa Legend Slim 5 i7 với Helios 16 và Helios Neo i9 thì con nào tốt hơn? Theo trải nghiệm của mình nhá, thì giữa ba con này thì mình vẫn thích Slim 5 hơn. Còn theo trải nghiệm của em thì em thích con nào hơn? Nếu là em thì chắc là em sẽ phân vân con Slim 5 và con Helios 16. Chứ còn con Neo thì nó chỉ được cái là CPU khỏe thôi. Còn đâu thì nó sẽ thua thiệt hơn hai con kia về độ toàn diện. Đó, thì bây giờ lựa chọn xem nào. Helios 16 và Slim 5. Thế thì mình sẽ lựa chọn Helios 16 đấy. Nó trông đẹp hơn anh em ạ. Đấy, thì trong kèo này mình sẽ thấy cái con Helios 16 đẹp hơn, đèn đóm nhấp nháy nó thích hơn. Đấy. Thế nên là nếu anh em thích đẹp thì lấy Helios 16, không thì lấy Slim 5 cũng được, nó đang sẵn hàng hơn. Ok, câu hỏi tiếp theo của bạn Đức Thắng Đỗ. Em muốn nâng cấp HP Victus 16 2021 từ màn Full HD 144Hz lên QHD 165Hz thì có ổn không? Cái này tùy bên nâng cấp của bên bạn thôi. Nếu mà anh em nâng cấp thì nếu mà cái thợ tay nghề cao đi thì chắc là vẫn làm được. Nhưng mà mình thấy rằng nó không nên. Thứ nhất là nó sẽ gây ra nhiều rủi ro liên quan đến phần mạch miếc các thứ. Đó, nếu mà làm không cẩn thận nó sẽ bị chết luôn. Thứ hai nữa là cái cấu hình của con Victus 16 ấy, thì bình thường nó không được quá là mạnh. Sẽ chỉ là 3050 rồi là cùng lắm đến 3060 kiểu dạng như vậy thôi. Thì nếu anh em lên một cái màn hình lên là 2K 165Hz nó sẽ phải gánh nhiều, nó gánh nặng hơn. Đó thì sinh ra cái việc là cả đồ họa nó sẽ phải làm nhiều việc hơn và cái hiệu năng anh em làm việc, anh em chơi game đương nhiên nó sẽ bị sụt giảm. Vậy nên là nếu anh em đã sử dụng laptop rồi ấy, thì mình thấy rằng anh em cứ nên dùng màn hình zin, không đến độ lên làm gì quá là nhiều.
nha. Câu hỏi tiếp theo của bạn Mạnh Dũng Nguyễn. Em đang định mua Asus Vivo 15X OLED này, thì có thể chơi LOL, FIFA hoặc game 3A được không? Cảm ơn Hai Ất và chúc Hai Ất có một ngày tốt lành. Cảm ơn bạn. Cảm ơn Mạnh Dũng Nguyễn nha. Rồi, trả lời câu hỏi của bạn thì cái này Asus Vivo 15X OLED thì chơi LOL với FIFA thì vẫn được nhé. Nhưng mà nếu mà chơi game 3A thì chỉ nên chơi ở cái mức trải nghiệm thôi. Thực ra bởi vì sao? Thứ nhất là cái cấu hình của nó không quá là ngon. Thứ hai nữa là nó chỉ là một chiếc máy văn phòng thôi. Vậy nên là nếu để mà chơi game thì cái phần tản nhiệt nó sẽ không thể nào mà đáp ứng đủ được. Vậy nên là đấy, anh em chơi game LOL FIFA ok thoải mái, còn nếu muốn chơi game 3 thì lên thẳng luôn laptop với mình nha. Rồi, câu tiếp theo của bạn là ba con bói gì đây? Ba con bói. Ok, rồi. Chào các anh các chị. Bạn này nói hơi khó hiểu, nên mình sẽ tóm tắt luôn nhé. Thì bạn có phân vân giữa ba con Lenovo Legion 5 R7000P này, R7000 4060 hoặc là LOQ R7740HS4060. Thì con nào bền và sử dụng cho game hoặc làm việc tốt hơn? Chúc anh chị một năm mới vui vẻ. Cảm ơn bạn. Ba con này, con nào chơi game cũng chơi game được, làm việc tốt được. Quan trọng là việc của bạn là việc gì thôi. Chính xác. Phải đánh giá. Trong ba con này thì mình không thấy bạn nhắc tới cấu hình của cái con đầu tiên là con Legion 5 R7000P. Còn với hai con đằng sau đi, hai con đằng sau rõ ràng là con Legion R7000 nó sẽ hơn con LOQ rồi. Phân khúc cao hơn, chất lượng hoàn thiện tốt hơn, màn hình đẹp hơn. Thì đấy, nếu mà ví dụ cùng cấu hình của hai con đầu tiên bạn nói thì bạn có thể lựa chọn con nào cũng được. Nhưng mà nếu mà ví dụ là con Legion 5 R7000P kia mà nó có cái cấu hình nó thấp hơn nhá, thì lấy con Legion 5 R7000 thôi, nó cũng rất ngon. Còn nếu mà bọn mình cũng làm video review rồi, ổn, mức giá bây giờ khoảng tầm 26 rồi thì phải nha. LOQ thôi là thôi cho đi luôn đi, bởi vì nó phân khúc dưới. Câu hỏi tiếp theo của bạn GNT. Cho mình xin tham khảo laptop chơi được Genshin 60 Max Set rẻ nhất trong các máy chơi game Genshin Max Set với ạ. Max Set với ạ. IdeaPad Gaming 3 hoặc rẻ là HP Victus giá rẻ tầm 15 chưa đến 15 triệu, được 14 mấy thôi, thì anh em có thể lấy được những cái mẫu laptop gaming có 2050 thì nó đều có thể đáp ứng cho anh em là max setting ở Genshin Impact nha. Rồi, đến câu hỏi tiếp theo của bạn Vinh. Em mới mua laptop Legion Slim 7 nhưng có hiện tượng bị delay khoảng 1 đến 2 giây mỗi khi em click chuột phải. Các tác vụ giải trí cơ bản khác đôi khi cũng không mượt. Con trỏ có lúc bị ẩn hoặc đơ tầm từ 2 đến 3 giây, nhất là lúc trỏ vào ô tìm kiếm hoặc là nhập liệu. Không biết đây có phải là lỗi BIOS bản M1CN36WW hay do chip Ryzen 7840HS chưa tối ưu hay là vấn đề gì khác? Mau được hai đây giải đáp. Rồi, cái này thì cài lại Win thôi. Mình thấy là cái vấn đề mà bị lác lác giật giật lúc click chuột này nọ thì nó liên quan đến Windows nhiều hơn. Thì em cài lại cho mình. Hoặc là nếu mà anh em mới bị gần đây thì có thể kiểm tra con chuột. Đấy, ví dụ anh em dùng con chuột nó Bluetooth nó chập chờn chẳng hạn, thế thì anh em cũng kiểm tra lại nha. Rồi, chứ nó cũng không phải là vấn đề gì nó quá là nặng nề cả. Rồi, đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Long Trần. Tài chính 30 triệu cần mua laptop tablet này, có thể dùng tốt AutoCAD và chơi Liên Minh. Mục đích chủ yếu là gặp khách hàng và sửa phương án kiến trúc nên là cần dùng pen để thuận tiện. Thấy các dòng của Surface thì đáp ứng được như tìm hiểu hiệu năng hơi yếu. Và các dòng ROG này, Follow Z13 thì giá lại hơi cao. Và shop tư vấn giúp mình được không? Với nhu cầu này của bạn thì theo em thì con nào ok? Nếu mà bạn thấy rằng con Flow Z13 nó hơi cao thì anh em có thể lấy con Flow X13. Đấy, con X13 thậm chí mình thấy rằng nó còn thực dụng hơn. Nó là một laptop 2 trong 1, thì anh em có thể sử dụng như laptop và gập ra thì nó thành một chiếc tablet thôi, vẫn sử dụng được. Mức giá thì nếu anh em mua những phiên bản của năm 2022 đi, đấy thì mình nghĩ rằng nó sẽ khoảng tầm dưới 30 triệu được. Còn 2023 thì nó vẫn sẽ trên dưới 30 gì đó, nó sẽ hơi đắt hơn một chút. Đó, thì nó vẫn đáp ứng cho anh em được là chơi được về Liên Minh, về AutoCAD tốt và có thể sử dụng được màn hình cảm ứng với cả bút. Ok, rồi đó là câu trả lời cho bạn Long Trần nha. Câu hỏi tiếp theo của bạn Trần Xuân Hải. Hai anh chị, em muốn hỏi dự định mua laptop cũ là MSI Gaming GF63 Thin này, RTX 3050 Ti, giá khoảng 13.3 triệu, thì hiện tại có đáng để mua không và máy còn bảo hành đến 11 tháng 11 năm 2024. MSI thì nên mua mới thì vẫn hơn nhá, cho an tâm. Với tầm giá 13.3 triệu thì bên mình có thể mua mới được luôn rồi. Đúng không?
Con này thì đã ra mắt được 2 năm rồi và nếu anh em mua cũ thì mình thấy rằng nó không được quá an tâm đâu, nhất là với cả dòng MSI GF63 nữa. Một chiếc laptop nó có những cái điểm nó hơi hơi đặc biệt một chút, thì trong tầm giá 13,3 thì anh em có thể mua máy mới. GF63 Thin 2050 của anh năm 2023 đang có tại Laptop AZ luôn. Thì có thể là 2050 nó sẽ bị thô thiển một chút xíu so với cả 3050 Ti Max Q, nhưng mà về CPU này, về phần chất lượng hoàn thiện này, về khả năng tản nhiệt thì nó sẽ là toàn diện hơn so với chiếc máy bạn đang kể ở đây. Hoặc không thì anh em có thể nhích lên khoảng tầm vài trăm nghìn đồng nữa, anh em vẫn sẽ có được những chiếc máy rất ngon như là IdeaPad Gaming 3 hay là HP Victus 15. Rồi, ok, đến câu tiếp theo. Tiếp theo của bạn Phạm Văn Tiến Đạt. IdeaPad Gaming 3 R5 này 6600 RTX 3050 với Lenovo ROG i5 Zen 12 RTX 2050 thì nên chọn con nào? Mình phân vân tại thấy chất lượng build của ROG có vẻ nhỉnh hơn. Chất lượng build thì chắc bạn lại thích sự chắc chắn rồi. Thích chắc chắn, nhưng mà con ROG này nó sẽ chỉ được là 2050 thôi. Cái build thì có vẻ chắc chắn hơn thật, nhưng mà cái sự chênh lệch build ấy nó không quá nhiều đâu. Con IdeaPad Gaming 3 phiên bản của năm 2022 này nó vẫn tương đối là cứng cáp. Đó. Thì mình sẽ nghiêng nhiều hơn về phía của IdeaPad Gaming 3 và mình nghĩ rằng chi tiền cũng như vậy. Nha. Cùng đến với câu hỏi của bạn Thiện Indra thì TUF F15 i5 12500H 3050 với cả là ROG Strix G513 R7 6800HS 3050 thì con nào hơn vậy anh? Chị Huyền thấy sao? Cái phân khúc này nó khác hẳn nhau mà. Đúng rồi, rõ ràng thì con ROG nó cao hơn hẳn rồi. Đấy thì anh em lấy luôn con ROG của tôi, không cần phải nghĩ. Rồi, câu hỏi cuối cùng của bạn Như Ngọc Đào. Anh ơi, em không chơi game thì nên mua laptop học tập có cảm ứng nào dưới 20 triệu? Dell Inspiron 7430 hoặc 7435. Đúng rồi, hai con này thì đều có tầm giá dưới 20 triệu, mức giá rất tốt rồi. Hai con này sẽ khác nhau phần CPU và một màu sắc thôi, thì anh em có thể lựa chọn. Nếu anh em thích Intel thì lấy 7430, thích AMD thì thích lấy 7435. Đó. Rồi, và đó cũng là câu hỏi cuối cùng trong số hỏi đáp thứ 330 ngày hôm nay. Thì cũng cảm ơn em vì đã đặt câu hỏi cho bọn mình. Và nếu em vẫn còn những thắc mắc gì đó liên quan đến laptop, công nghệ hay là chọn mua một máy nào phù hợp hơn thì cứ việc là comment số bên dưới, chúng mình sẽ tổng hợp và gửi đến anh em trong số đáp lần sau. Còn giờ thì cảm ơn anh em, hãy nhớ like, share và cũng như là subscribe kênh YouTube của Laptop AZ. Mình là Khải Siêu và bên cạnh mình là chị. Mình là Huyền Hoa Cải. Bye bye mọi người. Bye bye.